Con cống bự kìa. Cống bự, cống bự, chụp lại. Sao biết chụp đây? Không mạnh kỹ. Bích, bích, bích gặp luôn cô chú anh chị ơi. Chụp lại, anh lấy đồ. Ở đây cống dữ. Đây cống có cống mà nên không thấy hang. Cống vô bích đập đen xì xì lùi. Nãy giờ hai cống rồi đó. Nên cũng xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay nên trở lại điểm cũ, đồng cũ của Nên ở hôm gài ha cô chú anh chị. Nay Nên không có qua cách treo mà có qua bển. Bữa nay Nên có qua bển mà không có chỗ đặt cô chú anh chị. Cái có cái đường nước ngoài có chuột à. Còn cánh mấy bên đây, mấy bên đây không có chuột. Thì Nên đặt được có mấy chục cái à. Thấy gì thôi Nên chạy về đồng bên đây luôn. Đồng bên đây Nên đặt ha. Nên đặt lên nước ha cô chú anh chị. Thì đồng này hiện giờ đang lên nước nè. Nè cô chú anh chị, này là người ta đang lên nước chứ không phải nước dịch ha. Đang lên nước chuẩn bị người ta trục trục xạ lại. Không gài nên canh cái đồng này đang lên nước là nên đi bắt ếch. Mà nên không nghe, có nghe có mấy con kêu à. Không nghe nhiều. Làm như đồng này không có ếch cô chú anh chị. Đồng này đồng 3 vụ mà làm như không có ếch hay gì. Nguyên cái đồng rộng luôn. Đồng này phải ếch mới im mới phải. Mà sao nên hôm gài nên nghe không có ếch kêu. Lên nước hôm nay cũng hai bữa, ba bữa. Ba bữa lên cánh, lên cái đường mương bên đó. Đường mương bên nên đặt bẫy à. Lên cánh bên đó trước nhưng mà cũng chưa có nước nhiều. Tại vì đồng này cũng rộng bự. Nước cũng chưa có lên nhiều. Dịch. Giờ này đi ăn chiều thì nên đặt đồng lên nước ha, thử nên đặt theo bờ đây á, thử cây im không chứ nhầm đồng thì đặt theo nhầm bờ đây như nè, đặt lên nước á là chuột nó gom bên bờ đây á, đặt im lắm. Mà đồng này nên thấy cũng mùa này cũng thấy ít chuột nên cũng không biết sao, hy vọng đi hên xui. Giờ nên cũng không biết. Giờ này thì nên cũng đặt xong rồi. Để chuẩn bị đi vô rồi. Giờ này cũng chiều rồi, người ta lùi dịch vô rồi. Ta đang mấy ông anh lùi dịch vô bên đó rồi. Đang lên nước nè. Để tối nay phi phi này nè, gà coi. Gà coi có ếch kêu không. Có ếch kêu. Đi bắt ếch một bữa. Nên hôm gà cũng ghiền bắt ếch lắm nè. Không có chỗ bắt ếch. Không có chỗ bắt ếch. Nước nhóc nè, nước dưới mương cũng nhiều à. Vài bữa bữa với hai nó nên đặt thử cái đường nước nè, đặt đường nước này cho nước nhiều quá, cái đặt trên đây im hơn. Giờ nên đi vô lùi dịch vô quá chừng này rồi, nên hàng của chú anh chị lại tối nay ha, mong rằng tối nay sẽ có lý ha cô chú anh chị. Không cảnh vui chiều. Chết luôn. Nên cũng xin chào cô chú anh chị buổi tối ha. Thì cũng 7 giờ ngoài, hai chồng nên đầu đi thăm gặp ha cô chú anh chị. Nhưng mà nên đang ở ngoài đồng cáp treo nè. Đó, cáp treo xanh xanh đỏ đỏ là cáp treo vậy lên chạy xuống đó cô chú anh chị. Trong đó cà nhạc quá chừng. Này anh. Chiều nên đặt ở đây có 40 cái gì đó, 40 ngoài cái. Giờ nên đi nên gom luôn hả cô chú anh chị. Nên cuốn luôn. Nên cuốn đây luôn. Sáng mất công mình khỏi chạy ra. Nên thấy cũng yếu xìu chuột. Đâm đế quá chừng. Đế lát quá trời mà không có chuột. Không thấy nên không thấy đường mòn đường bọng gì chứ. Không thấy con chuột luôn cha. Không thấy con chuột luôn. Toàn là gặp không không. Kỳ ta. Ồ đây dính con nè. Đây dính vô vỏ luôn. Rồi cống nhum. Dính con cống nhum nè cô chú anh chị.
Im. Con bự luôn. Con nhỏ nữa. Một con cũng nhâm. Cái cờ. Đây à, cờ con cỏ nó xước. Đế không? Tàn gặp không, không thấy dính gì chứ. Nè, bà xã nè, chào. Chào cả nhà. Nên gom đây xong rồi cái nên về nên thăm ở cánh căn nhà. Nè, đó không coi kìa. Chiếc quốc không? Đường im hết sức im luôn. Gần 8 giờ, giờ này gần 8 giờ lý ra mới cắt gì là chuột chạy à. Nhưng mà không chạy luôn, không thấy luôn. Dính con giống. Kìa đó dính con kìa em. Cống đó. Em ơi. Ôi cống bự kìa. Cống bự chụp lại. Không biết chụp đấy. Ồ con cống mạnh kỹ. Bên gặp luôn cô chú anh chị ơi. Chụp lại anh lấy đồ. Ở đây cống dữ luôn. Đây cống qua cống mà nên không thấy hang. Cống vô bích gập đen xì lùi. Nãy giờ hai cống rồi đó. Rồi, để nên lấy lò xo nên nãy lên mới được. Không kinh không? Không kinh á. Con cống luôn. Hai con cống luôn em ơi. Đây, một con cống. Đó con cống nó kìa. Con cống này tơ. Tơ, nhỏ. Đây con này cũng nhỏ luôn. Rớt nước. Nè. Em. Ủa, bốn con cống rồi đó. Nãy giờ không dính con chuột cơm nữa. Không dính hồi dính đấy. Dính cống nhôm không à. Nặng đâu nữa. Nặng rồi đó. Được không? Bốn cống nhôm này. Này là đại đốt gơm á cô chú anh chị. Chạy ra. Ồ đường quá im à. Đường im mà không dính. Vô cống không à. Mình nên không thấy hang. Không thấy hang, không thấy đường. Phải biết hang, biết đường á. Nên lấy gặp cống nên đặt được. Còn này không thấy hang thấy đường cái mình không có đặt gặp cống được. Ủa cái bẫy đâu rồi? Rồi, trâu đạp hay gì rồi? Rồi, cũng mà chè luôn. Trâu đạp rồi, như là có rùa trâu qua đây nè. Trâu về đường này nè. Một con. Lỡ luôn. Lỡ hả? Đưa đây là về đồng nhà là chục con nhiều à. Anh đặt lại mấy điểm cũ nè, với đặt đường mương lên nước. Với hết chỗ đặt rồi. Về bữa nó anh đợi cái đồng bên kia cắt nữa nên đi. Anh đi qua bên kia nữa. Qua giáp ranh biên giới luôn. Đồng bên đó cũng gần cắt rồi. Nên đang mê cái vụ lên nước nè, kiếm ếch bắt. Mà lên nước là nên không nghe ếch bọng gì kêu hết. Đồng này đồng ba vụ mà. Như không có ếch hay gì cô chú anh chị. Không nghe. Thế có không? Không. Chứ quá luôn hả? Vườn ông này nó cũng lạng dữ. Nhưng lạn có con lõm rồi. Nó kìa, hai ba con chạy vô luôn kìa. Con kìa, chuột bự chạy trên kìa. Chuột bự nó khôn. Kìa, đó chuột con sạc sạc. Đang con nè, đang con bự nè. Lỡ. Chuột lỡ này là tháng này là đồng bỏ gì là ngon im rồi đó. Có hơi có mỡ rồi đó. Một bé bự. Bự có bự đâu lỡ không. Hết chuột bự bây giờ bự, lỡ luôn. Bự mình đặt hết rồi. Chuột nó cũng mau lớn mà nó nghĩ ha. Nên đặt gì nè không có. Vậy mà tới chừng người ta xả xuống cái thì thôi nó ùa ra. Giống như là đứng đi tập chặn vậy đó. Hai con của chú anh chị. Cái con lỡ, cái con nhỏ. Để khuya nay nên nghe ếch kêu im là nên đi ra nên xử liền.
Được chưa em? Đây con nè. Đây. Một con. Ôi ừ, bé. Bé bảo một bông luôn. Ê. Đây con nè. À, nhỏ luôn của chú anh chị. Đây con nè. Đó, ba con nhỏ mà. Liên tiếp ba cái luôn. Ba cái ba con. Ở à, đây con này hay lỡ. Bốn cái. Để coi còn cái gốc này có. Cái này dính không? Rồi, đây con nữa. Năm cái. Rồi, cái thứ sáu chết rồi. Cái thứ bảy cái dính luôn không? Rồi, cái thứ bảy chết luôn. Rồi, để đợi anh đổ tiếp bài xả nó anh cái ha. Một bé. Bên kia nữa kìa. Hai cái, hai con. Hai con lỡ hết. Đây con nữa. Con này nó hết bự, sức bự luôn. Nhưng mưa thì nước không hả cô chú anh chị? Trên ruộng thì cũng nước không luôn. Đó, nên đặt chạy vòng 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 trên không à. Đặt trên bờ vậy đó. Cái tiếp dính luôn cô chú anh chị. Cái kia dính nữa kìa. Đây dính con nè. Nhỏ không à. Con này lỡ. Nên bở lỡ hả nhỉ? Lỡ. Ừ. Quá lỡ. Lỡ quá trời nhiều. Ừ. Một chút lỡ không? Nó bự cũng. Dính nữa cô chú anh chị. Cái đó dính không? Cái thằng kia dính kìa. Lấy lại. Đặt đi. Nước, đặt lên nước gì thì nó vậy đó. Cái này chắc ha. Cái này dính ha. Phải là dính liền cái luôn á. Nhưng mà bự nhỏ nên nó không biết nha. Đây dính nữa nè. Đó dính này dính. Chết có một cái đó à. Đây dính con bự này của chú anh chị. Đó. Đằng này dính luôn không? Dính liền cái luôn của chú anh chị. Nhưng mà nó nhỏ mà. Lỡ lỡ mà. Nó không có bự. Này bé. Ừ bé. Một bé bự. Sữa là cờ lại. Ây da. Ây da. Rút thẳng lên. Ghim chéo cứ rút thẳng. Bờ, không ghim cứng đâu có được đâu. Ghim cứng nó rớt xuống hầm nó mất tiêu. Nãy đằng kia nên có một cái không biết bị con gì lôi đâu mất tiêu cái bẫy à. Nên sợ dính gắn á cô chú anh chị. Dính gắn rồi cái nó lôi cái rớt xuống mương là thua luôn. Không biết đường kiếm. Đây con này mà. Con này lỡ. Nè, con này bự nè. Cái này chất quớt. Ở đây nên có mấy cái nè. Ừ, xong qua bển. Đó, có ếch kiều của chú anh chị. Có ếch kiều. Ếch kiều mà kiều thưa quá thưa. Đây con nhỏ nữa nè. Như tới đây là nên hết bẫy à. Rồi để đi qua bên kia của chú anh chị. Đó đây dính con bự. Nãy nên đi cái đường bên đó đó. Giờ nên qua đây. Để cho mình một đống khoăn. Có ghim cứng cứng lại giờ. Để mấy con. Để nó nhảy là dặn xuống mương luôn. Không ăn được con chuột mà mất luôn cái gặp. Đặt nè. Đây dính con em à. Dính con nhỏ. Bằng nặng dính con nữa kìa. Đó dính con nhỏ. Đây dính con nhỏ luôn của chúng chị. Rồi bị cạn rồi. Để nó lấy ra mới được. Hai bé. Hai bé bồng bồng. Ừ. À, đây con lỡ. Đây một bé. Bé lỡ. Chục lỡ không à. Rồi nên cũng đã về tới cô chú anh chị. À, được nhiên nè. Dính im lắm cô chú anh chị nhưng mà chục con không à. Dính muốn liền cái luôn mà chục con nè. Một đống chục con luôn. Rồi hôm nay chuột cũng rồi, mấy con đứa chuột cũng lỡ không à.
chứ không có bự giống như lúc mình đặt mấy con cắm à. Ba con nữa bên kia nó đặt bốn mấy cái dính được có bốn con chuột cống, hai chuột cơm, rồi còn nhiều gặp không thua đặt đây nữa, đây đặt dính quá dính rồi mà chuột con nhiều, rồi để nên sắp xếp lại của chú anh chị, rồi nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha, rồi buổi tối nên chúc cô chú anh chị ngủ ngon, bye bye, chào về. Chào cả nhà. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì ngày mới nên cũng không quên chúc cô chú anh chị ngày mới có luôn một ngày thật nhiều may mắn. Thì sáng hai chồng nên cũng bắt đầu đi cũng gặp nè. Sáng bầy vịt người ta thả kìa. Tối nên đến đi gà bắt ếch mà không có ếch kêu cô chú anh chị. Ếch có ếch kêu mà nó yếu xìu à. Kêu lại gai mấy con không à, chứ nó không có kêu gộ. Ước gì mà đồng này mà không ếch không có. Chứ có mà ếch chứ nó ít lắm. Ít sạch à. Kêu lại gai không gộ gì trơn mà kêu nó nằm ở bờ kênh. Ở bờ kinh nè, nằm trên bờ kinh nó kêu không mà nó không có xuống ruộng. Nên gọi anh thấy nó đi lại cái nó phóng xuống ruộng, nó phóng xuống đường mương. Xã nên đang đi tuốt mì đằng trước kìa, giờ nên đi ra dài ra một đó, cái dòng gờ quanh đó, cái đi gom dài vô ha cô chú anh chị, phong cảnh buổi sáng, phong cảnh sáng sớm. Rồi để chừng nào nên đi ra tới ngoài cái bắt đầu dòng qua cái nên gom cái thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Chứ giờ lội ra ngoài vòng quanh kia cũng còn xa lắm. Quay dịch luôn. Giờ con. Có lấy ít. Con vậy. Chuột ngập à. Cái cục này, cục lùm này à. Trước mỗi năm ưa chuột ưa cũng nhiều nè cô chú anh chị. Cục lùm này nè. Kìa đó dính con đó gì đó. Ừ, chuột con. Con hả? À? Dính con chuột con. Cái này chết. Ồ, khúc này chết, khúc này không dính ha. Khúc này hồi tối cũng không dính luôn, giờ cũng không dính luôn. Đặt lên nước này là nhờ chuột mà. Nó gom á, nó gom của chú anh chị đặt dưới phần nó không có chạy ra ruộng được, nó chạy vòng ở trên kiếm ăn vòng ở trên không à, nó cũng dễ dính. Có luôn. Nước không. Xung quanh nước quá chừng nước. Vậy mà không có ếch. Buồn. Quá chừng buồn. Công kỹ chờ đợi. Chờ đợi lên nước. Mà không có ếch. Cái đầu ông Địa. Sáng ông Địa gầm gặp ông Địa ông nhìn ông cười à, đầu ông Địa này ở đây lâu lắm rồi đó,
Ở nhiều năm lắm rồi, động địa đó đó. Chuột này lỡ. Ừ, chuột lỡ quá chừng. Tôi tính đi qua bên bờ hầm á, đặt bên bờ hầm mà kỳ lúc mình dọ đó em. Chỗ nào đó? Cánh bên kia đó bờ hầm á. Còn ngay chân cái hàng xài, hàng xài giữa như nó có xiệt em ơi. Tối thấy nó đèn chớp. Xiệt gì? Xiệt chuột á. Như có xiệt chuột hay gì. Không hôm nay hả? Ờ. Hôm nay gì? Thì xe qua bãi. Chuột có đánh gì nữa. Gì vậy? Ta xiệt chuột có đặt cái gì nữa. Cô qua mấy bên bà hầm á, bà hầm mà. Tối nay nước ít, cái bữa lên bữa nay chắc nước nhiều à. À. Một con bự. Gửi ra cái đó cho mình. Phải được mà chuột bự bự bự. Xíu. Này cái con này có chút xíu xíu. Bị kiến cắn luôn à. Đây con. Cái đó con kìa. Ồ, hai cái hai con, ba cái ba con luôn. Kìa nắng. Ơi sóc cái kìa em. Sóc cái nắng kìa. Đó con. Đây con. Cái này còn bự nè. Nước à, chỉ là rộng trên không. Dễ dính. Tối nay dính bờ bên này im nè. Đây con nè. Hai con luôn à. Con mà hả? Tối cái này dính con, về sáng dính con. Tối cũng dính con bự. Đây đưa cái cò đi. Tầm một khối. Nè cái này tối mắt nè. Ủa? Anh lấy cái gặp khác để vô. Anh đó hả? Ừ. Để dính con bành kia luôn rồi dính chi. Ê. Chụp lại. Tưởng đâu tối mất mà sáng có chứ. Có đâu lụm gặp khác để vô. Cái mắt rồi sao có được. Rớt xuống kinh hay gì rồi. Con sợi dính gắn á. Lội rớt xuống kinh. Kinh này cũng sâu chứ có cạn đâu. Đây nè, đây dính con. Sáng dính là tối dính mạnh. Sáng cái dính lại lại gài lại gài. Sáng dính yếu. Đây một quán nữa. Đây là bé bông bông, hai má hồng hồng. Này thằng dừa. Sáng 200 lên gom xong rồi cô chú anh chị. Dính cũng nhóc hết trơn nè. Thì sao rồi? Dính cũng nhóc hết trơn à. Mà chuột chuột nhỏ nhiều. Đó, dính nguyên cũng nguyên đóng luôn. Này mà chuột bự không biết biết sướng ha ha em. Nó chuột mà cả bự lớn không là ngon lạnh luôn. Nấu gì? Giác không nổi luôn. Lỡ có nhiều rồi. Chuột lỡ với chuột nhỏ mà.
sản cũng đóng, cống nhùm lên còn để kìa, nên không dám tháo ra, không dám bỏ ra. Tại nó... Nó trắng mấy con chuột kìa. Nó... Dạ. Để đi. Để đi. Chị em có đi đâu quá. Còn đây thôi. Vô một đống luôn. Con này chắc cả nửa ký 400-500 gram. Chuột này chuột đực. Này chuột đực. Cống nhâm đực thấy chứ cũng ít hơn cống nhâm cái. Có bay phải không? Nó có bán thảo không? Nó có bán thảo không? Mà nhưng mà tôi hỏi cô nó có bán thảo không? Có thảo hả? Tại vì tôi đi quen quay, tôi đi quen quay đầu xe lớn nè. Cho bữa nay không bán vậy. Mình cho cháu mình. Không không không. Nhỏ nhiều quá chừng rồi, nhỏ nhóc nhỏ lỡ lỡ cái này là chết. Để đổ mấy cây con nhỏ này vô cây lên lấy cây cần nên cần tổng kết thì qua chừng này nè. Đâu chừng đó luôn hả? Tổng mà nên đặt ở đây có 100 mấy chục cái á, có 160 cái á. Nặng ăn chịch luôn nè. Này mà chuột bự bự không là thôi thôi. Con lành cành đào luôn. Đây, để nên sắp xếp nên đổ 30 nhỏ vô một cái rồi nên lấy cái căn nên căn thử cái này được nhiêu. Rồi, nên sang vô xong chơi này nè. Đâu rồi cái cống rồi? Kệ cái cống chó ra. Cống này chắc cỡ nửa cái cô chú chị. Gì mà cống nên bỏ qua bên này nè. Còn bữa trước nên còn 10 con gì đâu nên. Chị gọi hả? 4 kg 7 6 kg 7. Còn 4 kg gửi. Mà này chuột lỡ nhiều á, này mà chuột bự bự không ra. Là nay nên vô mánh nè. Chuột nhỏ nãy nên xớt qua bên kia một đống luôn. Bữa nay chuột nhỏ không hơn 2 kg. Rồi xớt cái đó vô. 2 3 kg. Phải chuột bự bự không là nay nên ngon lành này đó. Lợi gọng này là cứ ngắt luôn. Đặt lên nước. Cống nhùm kìa. Để nên xét cái đó qua luôn. Tối nên bỏ mấy cống nhùm vô trong này nè. Rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Thì nên...